Sau đó thì là các bạn làm gì để mà tiếp cận nhau? Dạ đây, em Facebook em trước. Ủa tại sao lại em Facebook? Tại vì giống như lúc đó là bạn làm Baby Go Live rồi. Là cái như bạn muốn chắc tìm mối. Dạ đúng rồi. Một phần là lúc mà trong cái quá trình mà xem phim kết thúc xong rồi đi ăn, mấy con nhỏ bạn á, nó có tật hay ghép. Lúc đó thì thật sự lúc đó là em có bạn trai, nhưng mà đang trong quá trình mâu thuẫn và chia tay và níu kéo à. Là nó đã giải quyết trong vòng một tháng trời rồi mà chưa có dứt khoát được. Vô Facebook em coi thông tin, em ấn tượng nhất cái này là bên vợ em là có một nhóm từ thiện á. Mình tự làm từ thiện với nhau á, thì lúc đầu em cũng thấy thú vị tại vì em có từng làm từ thiện rồi. Lúc đó em tự mở lời, em mở lời trước luôn, chừng nào có từ thiện thì cho anh đi nữa. Rồi có đi không? Dạ có luôn. Là lúc đó là gì xảy ra? Dạ đi từ thiện nhiều quá, có kết quả của từ thiện. Là sao? Là sao? Dạ có em bé. Ủa vậy đó? Cái chuyến đi từ thiện là... cái chuyến này đi đâu? Cái chuyến đó là dạ nói chung á là trong cái khoảng từ thời gian mà quen tìm hiểu á cho tới lúc có em bé là trong vòng 2 tháng thôi. Nhưng mà cái chuyến từ thiện đó là đi đâu? Dạ ra đi ở trong Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ rồi ra tên, một cái rồi tên em bé là con Nai hay là tên Đồng hay là tên Đồng? Dạ tên em bé là một câu chuyện khác nữa. Rồi thôi cái chuyện không nghe đâu. Tới chuyến đi từ thiện thứ mấy thì mới bắt đầu là em bé xuất hiện? Dạ cái chuyến đi đầu tiên á là em nhớ là đi Đồng Nai. Theo như em tính chu kỳ mà để có em bé á là chuyến đi ra Vũng Tàu. Đó. Đó. Chào chào. Khoan, hai đứa mình vỗ tay cái nói một câu coi có đồng cảm hay không nha. Gương mặt phù thế. Tại sao giống dữ vậy? Rất là vui khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thận và chào khán giả có mặt trường quay Vợ Chồng Son hôm nay. Em tên là Trương Ngọc Lộc, năm nay em 30 tuổi, sống tại Hồ Chí Minh. Thì công việc của em bây giờ đang là quản lý tuyển dụng và đào tạo cho cái app. Mời em. Dạ chào tất cả mọi người. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thượng. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thủy, hiện tại em đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Năm nay em 28 tuổi thì em cũng là quản lý và tuyển dụng và đào tạo Idol Life. Bây giờ kể cho anh biết đi, lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu nè, và em có ấn tượng gì về cô gái này? Đó là năm 2018, chính xác là tầm tháng 9 2018 á, lúc đó là mấy đã chiếu phim á, là chiếu phim kinh dị tại vì chuẩn bị Halloween luôn. Cái lúc đó thì có một bé trong công ty cũ em đang làm á, thì là bé đó cũng rủ em đi, thì em cũng đi luôn tại vì có bạn bè đi chung, thì bé lúc đó là rủ vợ em đi nữa. Thì vợ em lúc đó là tới trễ thì lúc đó là em cũng không quan tâm. Thì cái lúc mà coi phim xong á thì đi ra cái nhóm mới đi ra ngoài, cái với bạn là đi ăn luôn. Thì lúc đó là em mới thấy vợ em. Sau khi coi phim xong em ra trực diện em thấy cái anh này, thì cái cảm xúc của em về anh này như thế nào? Không, em cũng bình thường tại vì em chỉ để ý tới bạn bè em thôi. Lúc mà mới bước vào á thì thấy có cái chị bạn thân đó ngồi nói chuyện với anh này, mà cái chị đó chưa có bồ, thì mình mới có quay qua hỏi nhỏ bạn: "Ê bồ hả? Bồ chị Vi hả?" Nó nói là không, anh làm chung này kia vậy thôi. Đó, chỉ là hỏi duy nhất về ảnh vậy thôi. Sau đó thì là các bạn làm gì để mà tiếp cận nhau? Dạ đây, em Facebook em trước. Ủa tại sao lại em Facebook? Tại vì giống như lúc đó là bạn làm Baby Go Live rồi. Là cái như bạn muốn chắc tìm mối. Dạ đúng rồi. Một phần là lúc mà trong cái quá trình mà xem phim kết thúc xong rồi đi ăn, mấy con nhỏ bạn á, nó có tật hay ghép. Lúc đó thì thật sự lúc đó là em có bạn trai, nhưng mà đang trong quá trình mâu thuẫn và chia tay và níu kéo là nó đã giải quyết trong vòng một tháng trời rồi mà chưa có dứt khoát được. Vô Facebook em coi thông tin, em ấn tượng nhất cái này là bên vợ em là có một nhóm từ thiện á. Mình tự làm từ thiện với nhau á, thì lúc đầu em cũng thấy thú vị tại vì em có từng làm từ thiện rồi. Lúc đó em tự mở lời, em mở lời trước luôn, chừng nào có từ thiện thì cho anh đi nữa. Rồi có đi không? Dạ có luôn. Là lúc đó là gì xảy ra? Dạ đi từ thiện nhiều quá, có kết quả của từ thiện. Là sao? Là sao? Dạ có em bé. Ủa vậy đó? Cái chuyến đi từ thiện là... cái chuyến này đi đâu? Cái chuyến đó là dạ nói chung á là trong cái khoảng từ thời gian mà quen tìm hiểu á cho tới lúc có em bé là trong vòng 2 tháng thôi. Nhưng mà cái chuyến từ thiện đó là đi đâu? Dạ ra đi ở trong Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ rồi ra tên... một cái rồi tên em bé là con Nai hay là tên Đồng hay là tên Đồng? Dạ tên em bé là một câu chuyện khác nữa. Rồi thôi cái chuyện không nghe đâu. Tới chuyến đi từ thiện thứ mấy thì mới bắt đầu là em bé xuất hiện? Dạ cái chuyến đi đầu tiên á là em nhớ là đi Đồng Nai. Theo như em tính chu kỳ mà để có em bé á là chuyến đi ra Vũng Tàu.
đó, là cái chuyến đi đó lúc là khởi hành, dạ khởi hành là Tàu, tên là Dũng, là khởi hành lúc đi cỡ khoảng 5 giờ sáng, thì anh này mới kiếm chuyện qua nhà ngủ. Nói chung lần nào đi từ thiện cũng kiếm chuyện qua nhà ngủ hết, thì không có ngủ, thức. Thức trước khi đi từ thiện. Dạ đúng. Đó thì cái bữa đó cũng lỡ uống bia rượu nó nhiều quá, thì lúc về nhà vợ thì em cũng xin phép, tại vì nóng quá mình cởi áo đằng tí. Lỡ cỡ giờ lúc đó là 2 giờ sáng rồi mà ngủ 5 giờ đi nữa. Dạ đúng rồi, thì nó mệt quá, thôi nằm trần trọc cho mệt thêm. Nằm trần trọc ngủ không có được. Vợ em mới hỏi em là ủa anh ngủ chưa, thì em cũng nói luôn chưa ngủ được, không ngủ được. Cái lát hồi nằm chán quá em mới khều khều cái thì hôm nay cũng hiểu ý. Ủa nhưng mà rồi cái lúc mà có em bé cái rồi là quyết định làm đám cưới liền không? Dạ có em bé xong thì anh này cũng có cầu hôn, rồi cũng có về nói bên phía bên gia đình. Rồi trong quá trình yêu anh em có từng thử lòng ảnh chưa? Dạ có chứ, ảnh dẫn em đi ba đi lên đó, lúc đó body em chuẩn lắm, đẹp, ăn mặc mình hở hang rồi gì. Nhưng mà ảnh cũng giữ cái chừng mực lắm. Cái, nhưng mà em cũng nghĩ là thử coi ảnh có đàng hoàng hay không. Thì bữa đó giả bộ uống rượu xỉn lên taxi, mặc áo xẻ ngực sâu mà nghĩ chắc nhìn cũng có nhìn, mà không biết ổng có dê không. Cái cũng dựa vô lòng nè, cái thử có làm gì không. Nghiêm túc lắm, lấy tay đỡ đầu, chạy nhiều khi dằn xe đó, sợ em giật mình này kia kia nọ, không bất cứ không một động thái hay gì hết, rất là bình tĩnh. Sau đó mới quyết định là yêu anh này. Dạ đúng rồi. Có tỏ tình, có cầu hôn, mà có như là tổ chức cái gì cho hai đứa hay không? Tổ chức thì không, nhưng mà cầu hôn thì có. Thì đợt đó là em cũng đi mua nhẫn cầu hôn rồi, nhưng mà tự nhiên cái bị một sự cố ngoài ý muốn, là tại vì bạn bên vợ là tổ chức cái sinh nhật mà bí mật ra tới khúc cuối mới gọi cho vợ chồng em ra, cũng uống chút bia, lúc đó cũng mệt rồi, tới 9-10 giờ mới về. Lúc đó cũng ráng mệt rồi, nhưng mà cũng ráng nghĩ là tại vì đã chuẩn bị cầu hôn rồi mà không lẽ là vì cái này mà lại bỏ để ngày hôm sau. Cái không, thật kệ, nhất quyết. Cái lúc đó là ráng gồng người lên, sọ tay vô lấy cái túi, lấy cái nhẫn ra. Cái lúc đó là mệt quá em mới té xuống vợ rồi nằm kế bên vợ luôn, mở ra đây. Em đồng ý làm vợ anh không? Là cầu hôn trong tư thế nằm hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là trong đầu em là một cô gái mộng mơ, trong đầu em tương tượng bao nhiêu là lãng xẹt bấy nhiêu vậy đó. Xong ngáy luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Sau đó là nằm ngáy cái cảnh trước á, thì là cầu hôn trong tư thế đằng sau lưng. Nhà đeo đi. Hai ông này lãng mạn ghê. Dạ đúng rồi đó. Sau khi cưới về nó có những cái bất hòa không? Dạ nói về bất hòa thì từ thời điểm đó tới giờ là 2 năm cũng chưa giờ có cái tiếng gây nhau. Chỉ là những cái giận hờn vu vơ thôi. Trong cái quá trình á, là cái tính chất á, là ngày xưa em cũng từng làm sale. Và anh cũng làm sale, nhưng mà anh làm về quản lý sale. Sau đó là chuyển qua cái công việc này á, thì lúc đó em làm trước ảnh rồi, mà em có ý định là thôi ở nhà chăm con cùng em, rồi hai chồng cùng làm. Thì em cũng tạo dựng một cái team đó, giống như là để cho anh làm. Nhưng mà ảnh thì anh cứ lơ lơ kiểu gì, không chịu làm. Rồi em mới nói là thôi anh ở nhà đi, em trả lương cứng cho anh luôn, nghĩa là thuê anh làm vậy đó. Cũng không chịu. Cũng có một lần mâu thuẫn trong công việc, rồi em khóc với mẹ chồng em. Khóc cái mẹ dỗ dành, mẹ nói là thôi để từ từ để mẹ nói lại này kia. Nhưng rồi sau đó thì em cũng lựa cái thời điểm mà vui vẻ của hai vợ chồng á, thì em mới nói là anh phải như vậy, em muốn anh đứng ra để cho mọi người thấy là anh có năng lực. Và sau khi mà làm được rồi, tiền về tài khoản và làm giỏi hơn vợ nữa, khoái tập trung làm. Chúc mừng hai vợ chồng em. Bây giờ coi như hai chồng cùng làm một công việc nè ha. Cùng chăm sóc con. Cùng được chăm sóc con, cùng ở nhà, có nghĩa là 24/24 gần như là bên cùng nhau. Vậy thì bây giờ đến phần 2, dạch mặt thói hư tật xấu của nhau. Thôi nào, ai là người nói trước đây? Thì vợ em thì bị cái lúc đầu á, cái hồi mà mới quen á, thì dạng cũng ít nói lắm, đã nói là đúng thôi, nói vậy thôi, nói là xong, không nói nữa. Rồi bắt đầu hai lấy về, cái việc mà đầu tiên là việc dọn dẹp phòng móc, thì phòng nó bừa thì nhiều khi em cũng lười dọn, thì vợ em vô dọn luôn. Em thì nằm không gì đó, em giữ con, thì nhiều khi quăng con cho nó tự chơi, vậy thì em dọn phụ. Dù có em có phụ hay không á, vợ em dọn cũng cầm ràm, đi cái là cầm ràm cái từ đầu cho tới cuối luôn. Kể cái này nè, anh kể sai sự thật, không có vậy đâu. Tại vì không chủ động trong công việc,
một người phụ nữ, tại sao nếu như mà người ta mang bản tính càm ràm thì trước đó người ta đã càm ràm rồi. Cái này là do mình thay đổi đối phương. Nếu như mà cái việc nhà đó mình chủ động làm, mình tự làm đi, vợ không cần phải nhắc nhở thì họ sẽ đâu có càm ràm. Do mình không chủ động, không tinh tế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì có việc em cũng chủ động làm. Là bà còn càm ràm không? Bớt không? Dạ vẫn còn. Vẫn còn, có nghĩa là chủ động làm mà vừa hết. Vẫn còn. Không, nhiều khi cái tính vậy là nói, không nói chịu không nổi. Mà không mà vẫn đỡ hơn rồi đâu chị. Rồi, một lần xấu rồi tiếp theo còn gì nữa? Còn chuyện ăn uống nữa, mệt thêm nữa. Cái này hai chồng em được cái là tâm hồn ăn uống. Nhưng mà tâm hồn của vợ em thì nó khó hơn của em chút. Nhiều khi hai chồng đói quá, tầm chiều 5-6 giờ mà ăn cơm ít quá thì tối nó đói. Lúc đó em mới nói vợ đói bụng quá. Tưởng gì, em cũng đói rồi mà nãy giờ em không dám nói. Rồi em cũng hỏi vợ muốn ăn cái gì mình đi. Cái đưa ra nguyên cái danh sách ăn ốc, rồi bánh xèo, rồi bánh canh này kia. Đủ loại. Dạ đúng rồi, rồi cuối cùng mới hỏi là muốn ăn nào, không biết nữa. Cà cưa tới một hồi, thôi không ăn nữa, nhịn đói luôn. Nhìn nguyên đêm. Đêm có rên rỉ lên không? Dạ vẫn rên. Đói quá mà hỏi ăn thì lại không ăn. Cô gái này càm ràm trong cái tiếng rên rỉ của sự đói khổ này. Cái đó không, cái đó gọi là đấu tranh. Đâu mình đấu tranh. Đấu tranh tâm lý. Đó gọi là gì? Đừng ăn. Mập dữ lắm luôn rồi. Sẵn đà em kể luôn vậy cái gì? Em xấu ông là gì? Xấu của ông luôn. Thật xấu hả? Vô tâm này. Mê chơi game mà không có quan tâm vợ. Không quan tâm vợ. Chơi, cắm đầu vô chơi game chơi mà quên cả vợ luôn, không nhớ tới vợ, nghĩa là có thể là nguyên đêm mà chơi suốt tới khi ngủ mà hai vợ chồng không tương tác với nhau câu nào luôn. Mà nhiều lúc mà mình bực mình cũng gán nhẹ nhàng mình nói anh chơi game chi vậy? Anh chơi em nè. Quay ra mình gả. Chơi game chi? Chơi em nè, chơi em đi. Thì như cũng dễ chịu à, cũng bỏ xuống. Rồi nói lâu lâu á, tại vì cuộc sống hôn nhân là mình đi một con đường dài. Nếu như mà mình quá chú trọng những cái việc cá nhân, hoặc là mình chỉ dành khoảng thời gian dành riêng cho cá nhân mình nhiều quá, thì cái người còn lại họ cảm thấy cô đơn. Ngoài con ra ngủ ra xong thì khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm tới vợ mình nhiều hơn. Quần quật một ngày mà không, chơi game chơi với bạn nè. Cái đó là quá xấu rồi đó. Đó là cái điểm lớn. Dạ, vô toilet tâm sự trong đó quá lâu. Tâm sự với ai? Tụi hai gì? Với cái điện thoại, vẫn là cái điện thoại. À, chắc là game nữa. Đó, vô trong đó ngồi. Mà không phải là một lần vô là nửa tiếng, có khi hơn. Một ngày vậy, rất là nhiều lần đó. Trời vậy ơi, vị chi một lần vô là nửa tiếng đi đó. Là một ngày ông đã sống coi như là 2 tiếng đồng hồ trong. Dạ đúng rồi, đó. Khủng khiếp quá. Mà đi đâu làm gì thì cũng sẽ chậm chạp hơn vợ. Lê mê, đúng chưa? Dạ. Nói tóm lại là bây giờ biết em mong muốn ông sửa cái gì? Em thì cũng không có đòi hỏi gì ở chồng mình nhiều. Tại vì á, không ai là hoàn hảo hết. Mình muốn thay đổi đối phương trước hết thì mình cũng thay đổi bản thân mình. Đúng vậy đó, mình giống như một tấm gương để mình phản chiếu với người bạn đời mình, sau đó nhìn rồi làm theo. Rồi mình chỉ nói là anh nên giống như là mình tương tác vợ chồng nhiều hơn, mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Rồi bây giờ còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tại vì tính em cũng dễ, thì cái lúc mà là em với vợ em là tới quá nhanh. Tại vì một phần là do em, cái đó là sự lựa chọn của em rồi, là em cũng tin tưởng vợ em thì em cũng không có mong muốn thay đổi gì nhiều. Em mong muốn vợ em là yêu thương chăm sóc chồng con này kia thôi. Yêu thương chăm sóc chồng con. Yeah. Vì hai người này ước ao gì giống nhau vậy. Như vậy cuối cùng là lỗi của ai? Hiểu không? Dạ. 50-50 vậy, 50-50 vậy. Nếu như em muốn ảnh tương tác với em, bớt đi cái điện thoại, thì em phải dành cái vị trí của em ở cái điện thoại của ảnh, chăm sóc cho ảnh, hỏi han, lo lắng, chăm sóc giống như điều ông mong muốn vậy đó. Đúng thì ngược lại thì cái điện thoại ông sẽ quên bớt đi, ông sẽ phải đối diện với em, ổng phải tiếp cận với cái đối tượng mà đang chăm sóc ổng chứ. Đúng rồi. Đúng không nè? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và ông Sơn. Dạ, cảm ơn chị.